bây giờ chùa của mình đang phái đoàn của mình đang đi tới ngôi chùa thứ tư nha bà con. Lâu lâu cái gì đó tóc tờ mắt của ta nó bị chẹt. Bây giờ bà con mình đang có trên đi trên đường freeway này là thuộc địa phận của San Diego nha bà con. Bây giờ đại nhạc hội màn hai cảnh hai đang bắt đầu mở màn nha bà con. Đại nhạc hội của chùa Quay Quang tổ chức hành hương bắt đầu mở màn ba cánh ba nha bà con. Này là ca sĩ này là nổi tiếng ở ca lê ở Việt Nam bà con. Ca sĩ này là nổi tiếng nhất ở Việt Nam nha bà con. Nếu xưa đôi mình không học cô cũng đường quê nhau. Khán giả lì xì nha bà con, quá trời. Đây là may mắn khán giả lì xì. Chị ca sĩ này nổi tiếng ở Việt Nam lắm bà con. Ở Việt Nam chỉ đi show là mất tiền lắm bà con. Này là Hồ Quỳnh Hương là không bằng mấy cô này đâu. Nổi tiếng ở Việt Nam mới nhà thầy mới bóc show ở đây đó. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương không bằng cô này đâu. Tại vì Hồ Quỳnh Hương có lớn tuổi rồi, cô này còn trẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi yêu thương đôi mình không cùng yêu quê chung lối. Hay quá Bo Nhi ơi. Hay quá. Hay quá. Ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam có khác không mà con? Hát rất là hay. Ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam hát rất là khác ở bên đây không mà con? Hát rất là hay. Mình đi hành hương một công hai chuyện mà con vừa đi hành hương mà vừa đi coi đại nhạc hội luôn mà con. Có rất nhiều một bên kia nãy ca nhạc cầu hài hước bên kia quá trời mà con. Bởi vậy vui lắm mà con. Nãy thầy bên kia hát giọng cổ hay lắm mà con ơi. Thầy hát giọng cổ hay lắm. Hay lắm. Chúng em hát hả? Còn nhiều tiết mục lắm mà con. Bây giờ tới 7 giờ còn lại thôi. Còn 7 giờ còn nhiều tiết mục lắm. Rất còn nhiều tiết mục lắm mà con. Bởi vậy bà con năm nay đi không kẹp thì cứ đi sang năm. Cứ chùa Quay Quang mình đầu năm là có mấy chuyến hành hương thôi bà con. Kỳ đầu đi lết cũng vui lắm mà con. Bây giờ thì đi đổi hướng. Đi về hướng San Diego. Bà con thấy đi ai đi cũng hào hứng. Tuy là lên núi không bà con. Chùa trên núi rất là đẹp nhưng mà tuy là mệt mệt thiệt nhưng mà thấy ai cũng vui vẻ hết. Tất nhiên là năm nay là chắc bà con làm ăn khá hết. Tại vì mọi người ai đi thấy cũng có nụ cười hết. Anh này mọi người giơ tay lên say hi để anh này hào hứng chút xíu. Chúc bà con đi năm nay Phật cứ cho người cục học sòn bự bự đi. Mỗi người cục học sòn được rồi. Con không cầu nguyện Phật cho gì chứ cho mỗi người cục học sòn là ok. Còn lớn nha. Đây bây giờ mình đi 5 chuyến rồi bà con, bây giờ đi chuyến đi ngôi chùa thứ tư. Ngôi chùa này mình vô đó mình thưởng thức đồ chay luôn. Bây giờ bây giờ tới Đàm Vĩnh Hưng hát các bà con. Đàm Vĩnh Hưng của trung tâm Quay Quang các bà con. Hát rất là hay. Đứng ngoài có thể. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trung tâm Quay Quang nè bà con, hát rất là hay. Em ơi suốt đêm thao thức gì em? Hay quá ha bà con, quá hay. Vì lời giá từ lúc khăn dài, gần mãi đây anh lại đến tôi thôi. Cho một đời là mình luôn luôn có em mới nhớ thương thương nhớ cả đêm đại gia không mà con ngồi ghế đầu đại gia không mà con chờ mong sao cho trời xanh. Bà con đủ biết rồi. Máy bay mà ngồi trên đầu bà con đủ biết rồi. Xe bus mà ngồi đầu rồi nói VIP không à. Chuẩn bị có khách ái mộ, khách đăng lên xì nữa bà con. Sao ngồi lặng lẽ trên lòng mạnh phải về. Hãy chờ. Hàng đầu là hàng đại gia không nha bà con. Nghĩ gì mà đời chưa nhiều lần chung ước bên nhau ta cùng nhớ quê đi chưa năm xưa em biết ra em thương nhớ em tất cả là em còn chỉ đẹp bóng bóng lúc ta sống vậy. Cầu mong sao duyên đàn đôi ước mùi ta cuộc đời là duyên may mắn gần em. Bà con coi khung cảnh ở ngoài nhớ đẹp không bà con? Nhớ đẹp.
anh bị chạy vé máy bay nên anh phải ở lại. Mọi người thầy mới nhờ đi chuyến hành hương phục vụ cho bà con Phật tử của chùa Quê Quang mình một năm mới có một lần. Đại diện Phật tử của chùa Quê Quang cảm ơn anh đại diện rất nhiều nha. Chúc anh năm mới có nhiều show. Chờ mong sao cho trời sáng đúng dịp mình hẹn là đời quên hết sầu lo. Mà đời chờ nhiều lần chúc lúc mơ bên nhau ta cùng nhớ quên đi chuyện năm xưa em biến trăng em hương em nhớ em tất cả là em còn hồn gì đã quên lúc ta sống vậy. Cầu mong sao nhìn đẹp đôi ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Cầu mong sao nhìn đẹp đôi ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Cô MC đưa mình coi cái danh sách, các còn nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm bà con. Thì từ từ bà con sẽ thưởng thức hết. Bây giờ cho tới 7 giờ nha bà con. Cô đưa con nhiều danh sách còn ca sĩ nổi tiếng lắm bà con. Từ từ sẽ xuất hiện trên video hết nha bà con. Ca sĩ nổi tiếng nhiều lắm, toàn là thứ thiệt không bà con ơi. Tại vì năm mới có một lần mà thầy năm mới có một lần sư minh mẫn giàu lắm bà con ơi. Nhưng mà nghệ ca sĩ này toàn là cúng dường miễn phí không à, ca sĩ là thứ xịn. Tới chị VIP chị khách đại gia này hát cho bà con. In half a mile keep left at the fork to stay on I-15 south. Thôi có gì chút xíu rồi tới chùa em sẽ tường thuật cho bà con nha. Tiếp tục bây giờ cho tới 7 giờ nha bà con. Có gì bà con ủng hộ em phố Calibo Sao TV số 9 nha bà con. Bây giờ nghe chị đại gia ngồi hàng đầu chị hát nha. Tại vì chị vừa hát mà chị vừa ăn, chị không dám cho em quay nha bà con. Thì bây giờ bà con thông cảm nha bà con, chỉ nghe tiếng hát của chị thôi. Chị vừa hát mà chị vừa ăn, chị không dám cho em quay. Mẹ một lần cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đau đớn, cả lòng mẹ đã gánh con bị trời. Ngày xưa mẹ gánh ơi, con xin gánh lại nhận lời mẹ xuống. Đường đời xưa gió mình mù, vì con hay chẳng từ rời xa. Tình hình là con ca sĩ này hát quá hay bà con. Thấy bà con nhắm mắt quá nhiều. Ca sĩ này hát rất là hay nha bà con. Thấy bà con khán giả nhắm mắt quá nhiều, nghĩ quá cho nhiều. Oh,
kết thúc cày cái điện thoại em hết pin nha bà con. Em phải chặt pin đặng em chút xíu em tụt được cái chùa thứ tư cho bà con coi nha. Tuy là cô MC đưa cho em coi cái danh sách còn ca sĩ nổi tiếng còn rất nhiều nha bà con. Thì từ từ là chút xíu là sẽ lên lên hát hết cho bà con. Nhưng mà tiếc là cái điện thoại em nó hết pin rồi. Bây giờ em phải cầm chặt pin đặng gần cái chùa bà con. Chùa thứ tư nè, em phải chân thực lại cho bà con chùa thứ tư. Thôi bye bye bà con nghe. Bà con gì bà con họ không nghe. Đang kèo phố Calibre Sao TV số 9 nha bà con. Đang kèo quá lên mệt. Cảm ơn đi bà con. Dạ, xin chào.